xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in một trang giấy vừa khít trong file Excel. Giả sử mình muốn in một bản tính sau. Các bạn vào file print. Ở đây các bạn có thể thấy phần dữ liệu nó hiển thị sang trang thứ hai. Đây có hai trang. Bây giờ để in toàn bộ dữ liệu này hiển thị trong một trang giấy, các bạn làm như sau. Các bạn vào bếp layout, các bạn chọn width, chọn một bếp, rồi các bạn thử in vào file print. Các bạn đã thấy toàn bộ dữ liệu đã hiển thị vừa khít trong một file Excel. Đây chỉ có một trang. Các bạn có thể thấy cái phần dữ liệu trống nó thừa ra một chút. Các bạn quay lại vào Automatic. Các bạn có thể chọn cái phần này là phần trăm thu nhỏ lại bảng tính của các dữ liệu trong Excel. Các bạn có thể chọn khoảng thử 80 xem. Rồi. Đây các bạn để ý nề. Đây là lề trang giấy. Vẫn còn thừa một chút, các bạn cho lên 85. Vậy là vừa khít. Các bạn in thử file print. Đó. Đã đẹp hơn lúc đấy. Các bạn in thử bằng máy ảo. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cách in vừa khít một trang giấy trong file bản tính Excel. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin vui lòng nhấn nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.